không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Giang hồ tương truyền, phía nam có một cái giếng. Chỉ cần ngươi uống được một ngụm nước giếng, cho dù là một người bình thường, cũng có thể luyện được khinh công tuyệt thế. Nhưng rất kỳ lạ, trong giang hồ chưa có ai từng gặp cái giếng này. Xem ra là một kẻ mèo ba chân học chẳng ra hồn, muốn uống nước giếng của môn phái chúng tôi để được khinh công tuyệt kỹ. Đúng là ngây thơ. Chẳng ra hồn. Xem ra võ công của ngươi và mèo ba chân còn khoảng cách rất lớn. Nếu mà là ương hùng thì giải quyết ta ra. Để ta và cô thi đấu lần nữa. Là anh hùng sao là ương hùng được? Nè, đây có phải là chữ ương không? Ở đâu? Thằng này ở đây nè. Hả? Chắc là viết thiếu hai chữ thập ở đầu rồi. Cũng có thể kịch bản để lâu bị bay mạo. Vậy có phải chữ ương không? Anh không có đọc sai đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Ông xã em, văn cũng được, võ cũng được. Cần gì nói. Suy cho cùng anh cũng tốt nghiệp tiểu học. Bác sĩ sao trễ vậy, còn chưa tới kiểm tra vậy? Anh đi hỏi gì ta? Đừng cản trở người ta làm việc. Thời gian anh vội lắm sao? Hôm nay thời tiết tốt, anh sợ trễ một chút sẽ nắng quá. Vậy đi thôi. Đâu phải chưa thử qua một lát thôi mà. Lần trước đâu có chuyện gì đâu. Nhưng lần nào chúng ta cũng nói một tiếng mà. Không sợ đâu, anh đi nói với y tá đi. Lát họ nói phải kiểm tra em trước đó. Vậy em thật sự đủ tinh thần rồi sao? Có anh bên cạnh, đi đâu em cũng có tinh thần. Em thay đồ. Thật sự không đợi luôn bác sĩ tới hả? Lần trước chúng ta có lần ra ngoài ăn trưa, chúng ta cũng không có nói. Ăn xong về đây bác sĩ cũng không biết. Lần trước ở gần đây ăn mà. Lần này không phải đi ăn cơm. Anh không định ăn cơm với em sao? Hôm nay em thèm ăn. Bà ơi, có thấy Diệu Diệu đi đâu không? Cô còn phải làm bao lâu nữa? Không phải, mấy bóng bay rơi hết vào bên trong, còn che luôn kính chiếu hậu nữa. Vậy thì cô để mấy cái ở kế bên tôi đi. Vậy thì không được, lát nữa để kế bên cô bay lên bay xuống vậy càng nguy hiểm. Vậy hai cái đó đừng có lấy. Vậy thì không được, khách hàng cố tình đặt làm mà. Lát nữa họ đếm từng cái không đủ lại chửi cô. Vậy làm sao đây, cô làm mấy trái bóng làm lâu như vậy, chúng ta còn không đi, đúng là bị khách hàng la đó. À, hay là bây giờ tôi gọi xe. Tôi gọi hai chiếc xe, vậy có thể chia hai chuyến qua đó. Cô gọi thêm chiếc xe, tôi còn phải đợi thêm mấy chục phút nữa. Cô nhanh tay đem hai trái bóng đó cột vào kính chiếu hậu đi. Hả? Nhưng mà... Không có hả, cũng không nhưng mà. Lập tức. Ai gọi tới làm ồn gì? Alo? Hả? Nhưng mà... Alo? Xong. Nè Billy, tôi chưa lên xe. Hai người qua đây.
Các người không phải nói tìm được người kết nối dây vi tính sao? Người đâu? Không tìm người thế nào? Biết tàng hình sao? Sư phụ, sao cậu không lên tiếng vậy? Được. Quan trọng cậu giúp tôi nối lại các dây điện để bộ máy chủ mở lại. Khi nãy bị hai người kia làm dây điện rối cả lên. Nè, cô có chừng thùng giấy đó. Má, lại là má, cũng là má. Cậu lảm nhảm cái gì đó ở đó mà má vậy? Xin lỗi ông chủ, người này thật sự là má của tôi. Cậu nói thật sao? Một Diệu là má cậu, vậy ba cậu chính là cái gì thập nhất rồi? Nghe nói anh ta chính là võ sư ở hậu trường đó, còn biết khinh công nữa. Ông ấy hết làm lâu rồi. Ôi, sao hai thế hệ đúng là tướng mạo tuấn tú, tới nói về di tính. Hey, cái DVD này á, nước chảy qua rơi là bản châu Âu phát hành. Công ty chúng tôi có giúp họ điều chỉnh âm thanh lại. Cậu lấy thêm hai cái đem về cho má cậu ký tên. Má cậu ở châu Âu cũng nổi tiếng đó, đến lúc lên mạng nhất định sẽ có người mua. Các di tính tôi đã kết nối hết rồi, chắc lên mạng được rồi đó. Lượt cảm ơn cậu. Má cậu năm xưa. Alo, má chạy rồi sao? Chị kia em coi chừng má mà. Em coi tới dạy đi đâu vậy? Má ở bệnh viện, có bác sĩ, có y tá, còn ba nữa đâu. Chị gọi cho ba chưa? Họ rõ ràng là trốn đi, làm gì mà nghe điện thoại của chị. Ông ấy biết, chỉ cần nghe điện thoại chị sẽ chửi ông ấy. Biết trước em cũng không nghe. Chị thật không hiểu, sao hai người có thể bướng bỉnh như vậy chứ? Em đang ở đâu? Đang vội đi làm đó, em đã nhận một công việc mà. Giờ em phải đi làm hả? Thì đang vội đi làm mà. Giờ cả xe của chị đều là bóng bay. Đang vội đi tới hội nghị đây. Vậy bệnh viện gọi tới, chị phải có thể mặc kệ không? Vậy họ đã đi đâu chứ? Chị cũng muốn biết đó. Chắc lại muốn làm nữ hiệp rồi. Nè, sắp đuổi được rồi, không nói nữa. Có phải lạnh không? Anh tài xế có thể tắt máy lạnh mở cửa sổ không? Được. Có đỡ hơn chưa? Wow, chiếc xe phía sau làm gì vậy? Cứ đuổi theo hoài. Anh tài xế chạy nhanh chút, tránh khỏi chiếc xe phía sau. Làm sao tránh đi anh hai? Tưởng đóng phim sao? Có phải quen biết hai người không? Dừng xe! Dừng xe! Nè! Dừng xe! Chuyện gì vậy cô? Tiền của ông, không cần thối. Má, hai người cộng lại cũng hơn 100 tuổi rồi, sao còn phải hư như vậy? Xuống xe đi. Rốt cuộc hai người muốn đi đâu chứ? Mấy bóng bay này cái nào cũng sẽ bay hả? Đúng vậy, mấy cái bóng bay này chắc mắc lắm hả? Con biết là ở bệnh viện rất buồn, nhưng bây giờ má quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi. Mỗi lần con nghe được bệnh viện gọi tới là phập phồng lo sợ. Nói người ta nghe cũng sợ người ta cười, nói sợ má chạy trốn. Không chạy nữa, không chạy nữa. Con giống như má của hai người vậy, suốt ngày phải canh chừng hai người. Con nhanh lên làm má người ta đi, đám cưới sanh con là má yên tâm rồi, cũng là cái này tốt hơn. Alo, giờ tôi qua đó, cô ở trước cửa đợi tôi. Tôi còn phải tới bệnh viện một chuyến. Vậy đi. Má à, có mệt không? Con còn phải đem mấy trái bóng tới hội nghị nữa. Bóng sẽ bay đó, không phải thả lên trời sao? Hay là con cho má và ba thả hết đi, thì con không cần quay về hội nghị nữa. Má còn tinh thần để chọc phá con cũng yên tâm hơn. Hay là chúng ta đừng làm phiền con gái nữa, chúng ta tự quay về đi ha. Không được. Bác sĩ, má tôi sao rồi? Không sao, chỉ là huyết áp hơi cao một chút thôi. Có phải lúc nãy ra ngoài chơi hưng phấn quá không? Chỉ ngồi một chuyến xe thôi, có gì đâu mà hưng phấn.
chúng tôi bị người ta chặn xe giữa đường, huyết áp cao chút cũng bình thường thôi mà. Nè ba, con khẳng định là ba đề nghị rồi. Ba đúng là thương má, nhưng mà đừng có dẫn má chạy lung tung nữa. Là má đề nghị ra ngoài đi dạo đó. À, thật ra thì... Bác sĩ à, có thể ra ngoài nói vài câu với anh không? Ok. Có mệt không? Con gái chúng ta mệt hơn đó. Bác sĩ à, thật ra tình trạng hiện nay tôi hiểu rất rõ. Tôi cũng không phải là người không biết nói lý lẽ đâu. Nhưng mà tôi muốn hỏi, tại sao tôi cho má tôi ở lại bệnh viện? Bệnh viện cũng phải có trách nhiệm chứ. Tại sao bệnh nhân chạy rồi mà lại không biết chứ? Thực ra thì má cô có thể về nhà nghỉ dưỡng cũng được. Với tình trạng hiện giờ mà anh kêu bà ấy về nhà? Thực ra bệnh nhân cần nhất là sự quan tâm và sự ủng hộ của người nhà đối với bệnh nhân. Nhiều người bên cạnh bà ấy để bà ấy thả lỏng hơn, đối với bệnh tình cũng sẽ tốt hơn. Không biết cô có thường làm như vậy không? Chúng ta xem kịch bản thêm một chút nha. Thay vì má suốt ngày lén ra ngoài, bác sĩ nói có thể ký giấy cho hai người về nhà nghỉ dưỡng. Nhưng mà con không tán thành. Không tán thành có ích gì chứ. Hai người cũng lén chạy ra ngoài thôi. Con thật sự không muốn nhận được điện thoại bệnh viện, nó má không thấy đâu nữa. Về nhà nghỉ ngơi đương nhiên là tốt rồi. Ra ra vào vào ở lâu như vậy, sao cũng lỡ nhà tốt hơn. Con yêu cầu quan sát thêm một đêm. Ngày mai ba má không có đi đâu, đợi xuất viện đi về nhà. Má còn suy nghĩ đi đâu nữa, hai người có thể đừng đi lung tung nữa được không? Đúng rồi, hai người hôm nay định đi đâu vậy hả? Một nơi bí mật. Nè cậu Đàm, có phải cho tôi tới dưới lòng nhà tôi như cũ không? Anh Huy biết trước rồi. Mọi người xuống ca chưa? Buồn quá, không biết khi nào có thể cùng mọi người đánh mặt trượt ca hát đây. Ca hát khi nào cũng được. My friend, 今天你如何? 难得一起齐高歌这歌。 从不懂解释我为何, 在你有爱内沉到火。 Giúp em trả lời đám bạn già đi. Nè, hát thì tôi không rành rồi, nhưng tôi nói cho mọi người nghe, giọng hát của mọi người cảm động được bác sĩ. Bác sĩ ký giấy cho Diệu Diệu xuất viện. Bây giờ chuẩn bị về nè. Đi được. Nè bỏ vào trong luôn đi. Phong à, giúp má gỡ bóng bay ra. Ờ. Má, lúc trước má nổi tiếng tới châu Âu sao? Má làm gì lợi hại như vậy? Con nghe ai nói đó? Có một người đã nhờ con lấy DVD đưa cho má để má ký tên. Con nhớ hình như tên là Nước Chảy Qua Rơi. Nước Chảy Qua Rơi. Đã nhiều năm rồi. Thời lúc đó tên phim lúc quay và trình chiếu cái tên cũng không giống. Anh có ấn tượng gì không? Bộ phim ông đạo diễn Mập quay đó, nói em phiêu bạc giang hồ bị người ta truy giết. Sau này phát hiện đám người truy giết em là do cha của em phái tới, chứ là vì muốn bắt em quay về. Người cha sao giống con gái chúng ta? Đúng vậy. Người đưa cho con là ai vậy? Là ông chủ studio. Ở studio tìm được việc làm hả? Tốt đó, tìm công việc lâu dài sẽ ổn định hơn. À không phải, công việc tạm thời thôi. Đi xuống thôi, nếu không chị hai lại la nữa. Thank you.
sao em không giúp má nắm chặt bóng bay vậy? Em đang xách đồ mà, ba đứng kế bên sao chị không hỏi ba? Má của con thích thả bóng bay mà. Bong bóng không phải nên bay sao? Để nó hết hơi là hết bay được rồi, có phải không anh? Phải rồi, nếu như để nó xì hơi thì thà để nó bay, các con nói phải không? Wow, chuyện gì vậy? Mấy người đâu biết má con xuất viện đó mà. Ê, về thiệt rồi. Phải làm lễ nghi nha. Phải rồi, phải rồi, lại đi. Đốt lửa đã. Ê, không cần đâu mà. Dĩ nhiên cần rồi. Nè, mấy người nói tôi mê tín dị đoan cũng được. Mấy chuyện truyền thống này nhất định phải làm. Bước qua thao lửa này thì chuyện xui xẻo sẽ đi hết. Cả nhà tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh. Qua đây. Sao cũng được. Ai bước qua trước đi. Ai trước cũng được. Vậy để má con vô trước đi. Em vô trước đi. Đại cát đại lợi. Ơi, không gì kiên kỵ nữa. Không phải ngồi tù mới bước qua thao lửa sao? Mau chóng lấy nước dập tắt nó đi. Ê, không cần đâu, cháy một hồi tự tắt thôi. Chuyện xui xẻo phải để nó tự tan biến mới tốt. Tới tôi hả? À, phải rồi, tới cô. À, xong rồi, hay quá, khỏe mạnh nha. Một Diệu, lần trước đánh bài với cô rất là ý đó nha. Đây nè, mặt chưa cũng chuẩn bị xong hết rồi. Mở lên đi, mặt chưa để nó dần nguội hết cả rồi. Nè, mọi người tự vô đây hả? Dĩ nhiên rồi, cô đâu có mướn người làm. Chúng tôi không tự đi vô thì ai mở cửa cho? À, Một Diệu à, nhận được tin nhắn nói là buồn quá của cô rồi. Tôi cũng nhận được nè. Ủa, có ba người tới thôi hả? Còn Bảo Quánh và Cẩm Hiền đâu? Bảo Quánh thì đi làm rồi, còn Cẩm Hiền có trả lời chưa? Tôi thấy ảnh có nói trong nhóm. Nè, nhóm nào vậy? Chúng ta có nhiều nhóm chung lắm à. Nè, mọi người có nhiều nhóm lắm hả? Phải rồi, chúng tôi có tạo nhiều cái nhóm mà cố tình không thể manh vô, để lúc nói xấu anh có thể nói lớn chút. Cái gì hả? Còn anh cũng chơi vui ghê ha. Chúng tôi lúc nào cũng vậy mà. Phải vui rồi mà. À, con nuôi à, vô để chân cái, để má của con đi vô nghỉ ngơi xíu. Hãy xem ba làm sao ăn đứt hai vợ chồng họ nè. Xem nha, thắng rồi là con có phần. Nè, cậu hỏi rõ ảnh thua rồi tính sao? Ba nuôi của cậu nổi tiếng là miệng nói thì nhanh lắm, nhưng túi tiền ngược lại. Tôi đang chờ xem anh làm sao ăn đứt hai vợ chồng tôi đó. Sợ là lát nữa anh thua rồi bắt cậu đưa tiền đó. À dạ, vậy mọi người chơi vui vẻ nha. Trời ơi, ngồi xuống đi. Tự nhiên bị thiếu mất một người đánh bài à. Có ba nuôi kèm cậu mà, sợ gì chứ. Sợ như cũ nha. Rồi, chơi nha. Nè, ba mới xuất viện thôi, không để má nghỉ ngơi sao? Bây giờ mới đánh bài thì đánh tới khi nào? Chơi một lát thôi mà. Tinh thần của má con hôm nay cũng tốt. Hiếm khi mấy người bạn bè có lòng mà. Mấy người bạn bè này có khi nào không có lòng đâu. Nếu như họ mỗi ngày đều có lòng như vậy thì để má nghỉ ngơi đi. Má ổn mà. À, anh qua đánh bài với họ trước đi. Em ra ngoài kia xem Tiểu Đao lãng qua. Ba cũng đi ra ngoài xem Tiểu Đao lãng qua với má con. Chơi một lát thôi mà. Sao rồi, đánh con lớn nào? Để con làm cho. Em trai, để ba đánh đi, qua đây giúp má nè. Dạ. Ê, cẩn thận nha. Lâu quá không gặp, có nhớ tôi không? Dĩ nhiên là có rồi. Vậy hả? Má à, má về đây rồi, đừng ngủ trễ quá. Đừng để con suốt ngày lo lắng cho má đó. Ba biết rồi, mấy người bạn bè của má ai cũng tới góp vui hết. Ê, con em anh cũng đánh ra gì chứ? Ôi, à, anh này thiệt tình à. Gì chứ? Nhìn thấy họ cười nói vui vẻ như vậy là má vui rồi. Có mấy người bạn và ba con ở đây với má mà. Con về trước đi. Con nghĩ nếu má không ở đây họ không vui vậy đâu. Em thấy lúc nào họ cũng vui mà, y hệt con nít vậy. Vậy sao? Chỉ có hai đứa con là trưởng thành nhất rồi đó. Vậy má nghỉ ngơi đi nha. Nhớ kỹ đừng có ngủ trễ đó. Ok. Tụi con về trước đi. Vậy nha, bye bye. Bye bye. Bye bye. Thua hết rồi hả? Nè, cẩn thận. Chơi vui chút thôi mà, có thắng thua gì đâu. À, ý anh tức là bọn họ chỉ tới đây giả vờ đánh bài thôi chứ không có đánh thật. Náo nhiệt như vậy cho có không khí thôi hả? Có mà, đánh thật mà. Em cũng biết xưa nay bọn anh không chơi ăn tiền mà. Đánh thật thì phải có thắng thua chứ, ai thắng nhiều nhất. À, vậy thì anh thật sự không nhớ rõ rồi. Ai cũng có thắng qua hết đó. Cứ giả bộ hoài, đánh bài mà cũng không chú tâm. Thật ra em về đây rồi, có phải anh áp lực lớn lắm không? Em sợ mấy người bạn cũng áp lực. Anh làm gì có áp lực chứ. Anh rất muốn em về đây nghỉ ngơi. Không những anh, Tiểu Đao lãng qua cũng rất mong chờ em quay về. Là con gái em không muốn thôi, nó không đồng ý. Chúng nó có cuộc sống của riêng mình, làm gì có thời gian. Lại sợ anh vất vả nữa.
Con gái thì 24 trên 24 trưởng thành, con trai thì ngược lại. Phải làm sao đây? Hai đứa nó lớn hết rồi, không cần phải lo đâu. Quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe. Về đây rồi, muốn đi ăn gì, đi đâu, đi xem gì cũng được. Về đây rồi thì tự do hơn, muốn đi đâu cũng được hết. Anh biết mà. Điều em muốn là bay cùng anh một lần nữa, giống như ngày xưa. Có được không? Dĩ nhiên là được. Lần trước nếu như không phải vướng trục trặc thì anh với em đã bay được rồi. Vậy hả? Em thì không nghĩ vậy, bộ anh còn bay nổi sao? Anh biết khinh công mà. Ngồi xuống. Tôi lấy chén cháo cho anh. Ê, Bục Diêu ngủ rồi hả? Hôm nay cậu cũng mệt rồi. Anh cũng rất mệt mà. Bà quên à, đừng có bút nữa. Hôm nay cô cũng đi làm cả ngày rồi. Để thậm chí nghỉ ngơi sớm đi. Vậy mang qua bên chỗ chúng ta ăn đi. Được, dù gì cũng sắp ăn xong rồi. Thậm chí anh nói phải không? Thật ra bác sĩ cho phép một dịu xuất viện á là muốn cậu hấp thụ hơi của con người nhiều hơn, chứ không muốn cậu ở trong bệnh viện hấp thụ hơi của bệnh nhân. Chúng ta có phải nên tới đây thường xuyên để phóng ra nhiều hơi người cho cậu, tới đây đánh mặt trường, tới đây ăn kè, có phải không? Chúng ta hình như chỉ có ăn vậy, ngoài ra không giúp được cái gì. Một dịu muốn bay với tôi một lần nữa. Chị hai, sao vậy? Nè, đừng nói nhiều nữa, phụ tay đẩy đi. Chị gọi em tới gấp để đẩy đàn sao? Em tưởng là má có chuyện gì chứ. Lần trước má mất tích em cũng đâu thèm quan tâm, bây giờ nó nhiều vậy, mau đẩy đi. Lần trước là em bận việc thiệt đó. Bộ đàn này sao chị khiêng xuống được vậy? Vốn dĩ chị gọi xe kéo đó, ông tài xế nổi giận với chị nên chị đã đuổi ông rồi. Sao không gọi xe khác đi? Gọi em rồi đó. Trên thế gian này chỉ có em trai là không bỏ mặc chị thôi. Lại đây phụ giúp đi. Không phải định dọn đi nước ngoài sao? Bây giờ có rất nhiều người di cư đó. Chị đi rồi thì ba má phải làm sao? Còn em nữa đó. Chị nói cho em biết, má xuất viện rồi, em dành nhiều thời gian bên má đi. À phải rồi, bạn gái em đâu? Cô đi với má cổ rồi. Rốt cuộc là cổ không muốn gặp ai, hay là em không muốn dắt cổ về gặp mọi người? Em có thời gian thì dắt cổ về thăm má đi, má rất lo cho em đó. Để đi đâu vậy? Phía trước đó. Tới rồi, để vô trỏng giùm chị đi. Ở đây hả? Trạm đổ rác mà. Có vấn đề gì sao? Chẳng lẽ dứt ngoài đường? Bộ đàn này đinh khình tặng chị nở sao? Em đừng có nhiều chuyện quá, để vô trỏng đi, mau đi mau đi. Chị bình tĩnh là nghe em nói đi. Con sai được mà chị nở sao? Còn không thì chị đăng lên mạng coi có mấy bé nhỏ nào muốn học đàn thì tặng cho người ta cũng được mà. À được rồi, từ từ suy nghĩ. Từ từ suy nghĩ, em không nói nữa. Từ từ suy nghĩ. Vô giùm chị đi, chị đang gấp. Cảm ơn. Chị chờ chút nha. Sao hả, có phải thoải mái hơn không? Wow, rất thoải mái đó. Ở trong bệnh viện ba con cũng hay gọi đầu và massage cho má, nhưng mà ở đây thoải mái hơn. Làm sao so được chứ, ở đây vừa ngồi xuống là mọi thứ đều có người phục vụ mà. Con đã đặt lịch hẹn ở trên lầu cho má làm spa và nail, để má có thể thoải mái ngồi làm hoàng hậu mấy tiếng. Mấy người ở đây có hỏi con tại sao má phải làm nhiều thứ cùng một lúc không? Cái này có gì lạ đâu, bây giờ nhiều người cũng bận rộn, dành ra một chút thời gian rảnh để tranh thủ làm một lúc. Tuổi của con thì là như vậy, còn tuổi của má cùng một lúc mà làm hết. Người ta không biết, còn tưởng là má gả con gái để làm bà xui. Vậy thì má cũng có thể cưới con dâu được mà. Cũng được mà. Má,
Thật ra má cũng đâu có lớn tuổi lắm. Tính ra thì má cũng mới bước vào độ tuổi trung niên thôi mà. Đừng suy nghĩ dài dặn quá. Đừng đụng đẩy hết cho em trai nữa. Lâu rồi má không thấy Điên Cần, cậu ấy sao rồi? Cũng khá bận thôi. Muốn gặp thì mau lên đi, nếu không sau này... Má lại nói lung tung gì nữa rồi? Ý má là sau này má lại nhập viện lại thì rất là khó gặp được đó. Má vô bệnh viện lâu rồi, cậu ấy chỉ tới thăm má một lần. Anh có nói với con, nhưng con nói để anh thật sự rảnh đó. Hay là nhân lúc dạo này tinh thần má ổn định, má với ba con đi gặp cậu ấy nha. Hả? Vậy cũng là tụi con lên thăm má chứ, đâu thể để ba má lên thăm tụi con. Làm sao có thể vậy được? Còn nói như vậy nữa, bây giờ đâu ai còn những suy nghĩ này. Hình như con già dặn hơn đó. Hai đứa ổn chứ? Rất ổn luôn. Đi xả tóc trước cha. Nè con đi với má. Trời ơi má tự đi được rồi. Hồi nãy cũng làm một lần rồi, phải không? Trước khi anh bay, có thể tới gặp má em một chút được không? Được chứ, để em sắp xếp. Mấy cái áo ở đây không hợp với ý anh. Tỏ tình nhầm rồi, mua cho con trai đó. Nhìn nó ăn mặc sọc sệt quá, sợ nó không tìm được việc làm. Trước tiên là vẽ bề ngoài, sau đó mới tới tính cách bên trong. Có thể trong tủ áo nó có rất nhiều đồ mà em không biết thôi. Thì cứ mua cho nó đi, nó phải đi gặp nhiều người mà. Được rồi, được rồi. Ý, cái áo này ổn đó, mặc lên cho em xem thử. Khỏi đi, ướm lên cho em xem là được rồi. Anh và nó đâu có cùng size đâu. Ê, sao? Em muốn anh mặc lên người mà. Được, vậy để anh mặc thử cho em coi. Được đó, xoay một vòng cho em xem. Ok đó. Cũng được đó. Nhưng mà anh nghĩ phải mua size lớn một chút, mất công về phải nới rộng ra. Em nghĩ size lớn cũng được, nhưng không biết nó thích màu này không. Chết rồi, con trai mình thích màu gì mà mình cũng không biết nữa. Em thích là được rồi, em thích thì chắc nó sẽ thích thôi. Nó nhất định sẽ mặc mà. Nó không tin em chẳng lẽ tin anh à? Quý khách hàng thân mến, hiện tại còn 15 phút nữa chúng tôi sẽ đóng cửa. Xin quý khách vui lòng tranh thủ lựa chọn những mặt hàng mà mình cần thiết. Đồng thời đừng quên kiểm tra kỹ tư trang trước khi rời đi. Cảm ơn quý khách. Sắp đóng cửa rồi, hay là chọn cái này luôn đi. Anh không nghe được sao? Giọng của em. Không ngờ là bây giờ họ vẫn còn dùng. Em cố tình chạy tới đây để nghe. Em cố tình muốn anh đi hẹn hò với em. Dễ thương quá à, tôi thích lắm đó. Tôi cũng đó. Chưa từng thử qua những thứ này. Dễ thương quá. Ý, sao lại có đĩa DVD ở đây vậy? Wow, cái bộ phim này lâu lắm rồi đó. Không phải chứ, sao linh vậy? Mới đi toilet có chút xíu thôi mà, vậy mà cũng thấy những thứ này sao? À, thì ra là thằng Phong hả? Sao không lên tiếng? Làm tụi tôi hết hồn mà. Hai người cũng hết hồn sao? Coi kìa, coi kìa. Hai người đang làm trò gì vậy? Nè nè, đừng có giật đó. Một lát bẻ đầu cô ra luôn đó. Thiệt tình là hai người làm gì vậy? Nè Phong à, đây là nhà của mình đó, ban ngày ban mặt không lẽ có ma hả? Nhà của mình sao? Hai người có vô lộn nhà hay không? Từng 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 từng, hiệp nữ một thời tái xuất giang hồ. Đẹp quá. Đẹp quá. Ê, wow, đây chính là bộ phim Lâu Thủy Lạc Hoa của Diệu năm xưa nè. Đúng vậy. Ở đâu tìm thấy vậy? Con lấy chữ ký của má giúp cho ông chủ studio. Mọi người đang làm gì vậy? Wow, Phong, Phong, con mau qua đây coi. Bộ dạng hiệp nữ của má con năm xưa đánh giỏi chưa kìa.
Mấy động tác này có thế thân đó, bộ cô tưởng là tôi hả? Không phải, diễn viên ông thế năm xưa có khuôn mặt và thân hình y như cô, tôi tưởng là cô luôn đó. Đúng rồi, giống tôi thật đó. Thì đó, kìa, nhìn kìa, cái bộ tóc giả đó chính là bộ này nè. Tôi nghĩ phải hơn 30 năm rồi á. Có thiệt là 30 năm không đó? Không có 30 năm thì cũng 40 năm rồi đó. Đừng cãi nhau nữa, đâu, coi coi. Nè, 38 năm rồi đó. 38 năm đóng bụi hết trơn mà má còn đội lên đầu sao? Thơm quá chừng đó. Má phải mua cái áo cho con nè. Con mặc đi, mặc lại có hai bộ sau được chứ. Thấy đẹp không? Chào mừng má. Trời, má của con đẹp vậy, con không thể ăn mặc lôi thôi được, cô biết không? À, sao mọi người có hứng thú dữ vậy? Không có gì làm thôi. Chú Thế Phan tự nhiên nhắc đến nên kiếm chuyện làm chơi. Má có đẹp không? Đẹp lắm. À, chứ. Anh cướp đi, bắt chết cậu nữa chuyện đấy. Nè, đừng có cướp tiền không, phải cướp sắt luôn đó ba nuôi. Ê, cô coi chừng cái tay của ba, cái tay nào quá chừng à. Sao hả, đi rồi hả, không muốn chơi với má con thêm lúc nữa. Má trên đó là bộ tóc giả ba mươi mấy năm trước ra, khiến cô cảm thấy không khỏe. Không biết là dị ứng mũi hay bị cảm nữa. Cô nên mua thuốc uống mất công lây bệnh cho má. Thì tránh xa ba ra đi, đừng có cản trở họ thử tạo hình, làm lộn xộn kế hoạch lớn của ba. Thử tạo hình gì, kế hoạch lớn gì? Chuyện này ba làm lãnh đạo, ba đã sắp xếp hết trơn rồi. Nè, đừng có nói ra ngoài đó, nhất là chị hai của con nha. Vậy có khi nào không tốt lắm không? Cái gì mà không tốt? Ấy, thật ra cô dùng này có thể làm tốt hơn nữa. Tối nay con đi về á, mặc kệ bạn gái của con có đồng ý hay không, lập tức cầu hôn với cổ, lập tức kết hôn với cổ. Động phòng hay không không quan trọng, quan trọng nhất là có chuyện sung hỉ cho má của con. Thần kinh, động phòng tất nhiên là quan trọng rồi. Sung hỉ cái gì hả? Trời ơi, tôi kêu thằng Phong á, nó hãy nhanh chóng kết hôn đi, kiếm chuyện gì đó sung hỉ trong một diệu đó. Bản thân nó còn lo chưa xong ở đâu mà kết hôn? Sao con về không nói trước vậy? À đúng rồi, nó nói là không biết bị dị ứng mũi hay là bị cảm gì đó. Con mau về nhà uống thuốc đi. Có bệnh thì đi khám bác sĩ, đừng có lây cho má con đó. Mau đi bác sĩ khám đi hả? Ây chà, cái thằng quỷ sứ này. Cái thằng con này bám theo anh nhiều hơn bám theo tôi ha. Tất nhiên rồi, anh xem bộ dạng của tôi nè, thân thiện hiền hòa hơn. Có cười có nói với con trai của anh đó. Anh coi bộ dạng anh kìa, sách này sách kia y như người ba đã mất của tôi vậy. Tôi đâu có ra dáng người ba đâu. Không có hả? Làm gì vậy? Giống như tôi vậy, lâu lâu dỗ mông con trai một cái sẽ thân thiết hơn á. Anh hay dỗ mông lắm đâu. Có lẽ thì dỗ mông mình à. À, em cũng biết tình trạng của má anh bây giờ không được tốt lắm. Ba nuôi nói chắc phải kiếm chuyện gì đó sung hỉ một chút. Ví dụ? Kết hôn đi. Kết hôn hả? Kết hôn cũng tốt, nhưng mà tới lúc đó có phải họ sẽ cho anh căn nhà hay không? Với lại kết hôn thì phải cầu hôn, cầu hôn thì phải có nhẫn cầu hôn. Anh coi chỗ này nè, chỗ này có phải là đang thiếu chi nhẫn kim cương 2 carat hay không vậy? Bà nuôi cũng chỉ là nói lung tung thôi mà, chúng ta đừng có tin vào mấy chuyện mê tín hả? Nè. Không sao đâu, hôm nào chúng ta rảnh rỗi về thăm má của anh có được không? Nè, em no rồi, anh ăn đi. Sao hôm nay vắng vẻ vậy? Không có quen lắm. Từ ngày em ra chị ngày nào họ cũng tới mà, hôm nay họ đi đâu rồi? Thì đó, đi đâu rồi ha? Có thể là họ có việc làm. Nói thật, họ cũng rất có lòng rồi. Người nào rảnh rỗi thì người đó đến chơi. Vừa sợ em buồn, chỉ có em và anh sẽ trống trải. Thật ra chúng ta có tiểu đa ca già lãng qua thì làm sao trống trải được chứ. Đúng vậy. Hôm nay anh cho chúng ăn chưa? Tối qua anh đã cho ăn no rồi, sáng nay cũng bỏ thêm một chén. Được rồi, đi thôi. Anh định đeo luôn chiếc kính lão này ra ngoài hả? Quên mất tiêu. Được rồi, đi thôi. Có phải anh không khỏe không? Sao mất tập trung vậy? Đâu có, làm gì mất tập trung chứ. Anh vào trong thay cái khác. Khoan đi đã. Anh bị làm sao vậy? Tối qua không ngủ được cứ trằn trọc hoài. Sáng nay quên trước quên sau. Anh nói chúng ta đi chỗ quay phim hồi trước xem thử thôi mà. Sao lại căng thẳng vậy chứ? Anh cái gì? Anh sẽ nói cho em nghe. Nhưng mà chúng ta vừa đi vừa nói. Bây giờ nói liền đi. Hôm nay chúng ta đi bay đó.
Ý, nè, Thập Nhất và Một Diệu tới rồi kìa. Nguyên đám bạn tốt biết em muốn bay một lần với anh nên bỏ tiền bỏ sức bày ra cái trò này nè. Sao Một Diệu không có phản ứng vậy? Cô ấy đã biết trước rồi hả? Thập Nhất đã nói cho Một Diệu nghe rồi. Sao anh không chịu kín miệng vậy? Thì đó, chúng tôi định tạo bất ngờ cho Một Diệu mà anh lại nói ra hết trơn. Mọi người biết tôi dở nhất là gạt bà xã mà. Không có kêu anh gạt Một Diệu, chỉ kêu anh đừng có nói cho cô ấy biết thôi mà. Cảm ơn mọi người nha, yêu mọi người nhất đó. Tôi không ngờ những gì tôi nói với Thập Nhất mà mọi người lại vì tôi làm nhiều trò như vậy. Cẩm Hiền cũng không ngờ á. Năm xưa trong kịch bản anh ta chỉ ghi bốn chữ thiên quân vạn mã thôi mà khiến chúng ta làm như con trâu vậy. Vì vậy tôi mới không giết nữa đó, mới không làm liên lụy đến mọi người. Nói giỡn chút thôi mà. Thôi đi rồi, quay cổ trang. Thấy đồ nào, mà lên. Một Diệu tới rồi. Có đẹp không? Đẹp y như ngày xưa vậy. Đạo diễn có chịu không? Đẹp quá đi Một Diệu. Sao đây đạo diễn? Lát máy quay đặt ở chỗ nào? Chỗ quay phim vào chỗ. Tôi hết vốn rồi, không có ai nhận hết á. Bây giờ hiện tại như vậy, chúng ta có thể quay từ nhiều góc độ mà. Không sao hết, mọi người chơi vui vẻ là được rồi. Chúng ta thử trước nha. Action. Lặng yên là họ nhau, hồi đầu đó xíu bò châu, xâm thiên liệu khắc thiên sát hơi, mây phan khắc dòi sâu. Trời sắp tối rồi, mọi người chuẩn bị đi, sắp mưa rồi đó nha. Một Diệu à, đơn giản lắm. Một lát sợi dây bảo hộ sẽ kéo cô lên, xoay hai vòng trên không rồi tiếp đất là được rồi. Cô thấy rồi đó, bây giờ an toàn hơn ngày xưa nhiều lắm. Em có làm được không? Cả thế giới đang làm. Phong. Nhưng mà con nghĩ là... Được rồi, không cần nói nhiều. Con không phải nói đùa với mọi người đâu. Hôm nay cực khổ cho mọi người rồi. Phong, lấy cái máy sấy tóc ra giùm chị đi. Cũng may con tới kịp lúc, nếu không con cũng không biết có hậu quả gì nữa. Sẽ có hậu quả gì chứ? Cả đám tụi ba đều là chuyên nghiệp đó, năm xưa... Đừng nói năm xưa chứ con đã nói nhiều lần rồi, bây giờ má quan trọng nhất là phải nghỉ ngơi. Con mặc kệ ba năm xưa chuyên nghiệp cỡ nào, nhưng mà cũng không phải treo mình lên giữa núi rừng như vậy. Cả đám bạn già vì ngày hôm nay đã tốn không ít công sức. Bây giờ như vậy sao bạn nói với người ta đây? Bây giờ người ta còn đang dọn dẹp hiện trường, thật có lỗi với người ta. Nếu như ba cảm thấy có lỗi với họ, thì con sẽ kiếm từng người nói chuyện, xin lỗi vì đã làm hỏng công sức của mọi người. Vậy được chưa? Trong nhà vệ sinh không thấy có máy sấy tóc. Vậy vào những phòng khác tìm có được không? Phòng nào? Đúng vậy. Thật sự các con không biết gì hết. Lần nào về tới nhà cũng chỉ ngồi một chút ăn bữa cơm là bỏ về. Không phải má đang trách tụi con, má biết tụi con có việc bận, có cuộc sống của riêng mình, có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng mà má và ba của con cũng có, chỉ là tụi con không muốn biết mà thôi. Lúc nào cũng kêu má nghỉ ngơi, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi rồi lại nghỉ ngơi. Mai mốt chết đi đắp chăn lại thì một đống thời gian để nghỉ ngơi. Cái gì tụi con cũng muốn tốt cho má, cái gì cũng không cho má làm, chỗ này không được đi, chỗ kia không được đụng. Có khác gì trong bệnh viện chứ? Nhưng mà hai người đâu phải đang đóng phim đâu, tự nhiên đi buộc dây bay lên. Cho dù các diễn viên đến độ tuổi của ba má phải bay lên cũng sẽ tìm diễn viên đóng thế rồi. Ngồi xe điện đụng cũng phải thắt dây an toàn. Má làm một cách sơ sài như vậy, con biết là ngu ngốc lắm không? Cái gì mà ngu ngốc? Con nói chuyện với má con vậy hả? Con là đang nói ba đó. Bà với má con đi dạo công viên, tới đó hít thở không khí trong lành, con hết sức tán thành. Bà nói sớm cho con biết, con chở mọi người đi luôn. Nhưng mà không phải giống như bây giờ, tạo ra một trò cười. Lỡ có chuyện gì phải làm sao? Hai người có mua bảo hiểm không? Con biết như vậy nguy hiểm lắm không? Mà lúc nãy, trời còn đang mưa nữa.
con mà tới trễ một chút thì hai người đã treo lơ lửng trên không bị mưa tạt rồi. Bộ như vậy rất vui sao? Ngày xưa ba làm việc có chuyện gì mà chưa từng thử qua chứ? Một cơn mưa có gì to tát? Có cần phải làm quá khiến mọi người không vui không? Mấy chuyện ba từng thử qua là 30 hay 40 năm trước vậy hả? Lúc đó hai người đủ 20 tuổi chưa? Bây giờ bản thân con đi đôi giày cao gót đi vài bước thôi cũng cảm thấy đau rồi. Đúng vậy, ba treo lên cao không cảm thấy sợ, không thể trèo xuống thì ba biết hối hận. Vậy mà còn nói là không phải ngu ngốc. Có ngu ngốc hay không cũng được. Má mệt rồi, má phải đi nghỉ ngơi. Tụi con đi đi. Mình đi. Ba má hình như chưa bao giờ nói chúng ta ngu ngốc hả? Tất nhiên rồi, bởi vì chúng ta có dùng não mà. Quy à, một cái là anh qua đây giúp đỡ dọn dẹp ngày mai bỏ kho, còn không thì qua nhà thập nhất coi tình hình sau đi. Tôi cần gì phải qua nhà thập nhất để coi tình hình thế nào? Thằng Phong nói cho tôi biết hết rồi, tôi đã gửi tin nhắn cho thập nhất rồi, nói là đợi một triệu ngủ rồi sẽ lên đây. Nè, một triệu sao rồi, có phải thất vọng lắm không? Thất vọng hơn chúng ta sao? Thất vọng hơn Cẩm Hiền sao? Chúng ta đều là bạn bè, đừng có nói mấy thế này. Ê! Sao hả? Một điều sao rồi? Hôm nay thật có lỗi quá, để mọi người làm nhiều chuyện như vậy cuối cùng không làm được gì hết. Có phải cô ấy buồn lắm không? Cô ấy lo mọi người sẽ buồn, cô ấy không sao hết. Cô ấy nói thấy mọi người hôm nay giống như quay về mấy chục năm trước. Cô ấy không bay được cũng là ý trời. Nghe một điều nói vậy trong lòng của tôi còn buồn hơn. Anh buồn cái gì chứ? Người ta thập nhất còn chưa buồn nữa đó. Không phải rồi, hôm nay tính hết bao nhiêu tiền tôi trả lại cho mọi người. Mọi người nhìn tôi làm gì? Tiền cho Cẩm Hiền trả mà. Ê, làm sao mà tính được chứ? Xin lỗi mọi người, vì chút tâm nguyện của một Diệu mà phiền tới mọi người. Hay là mọi người nghĩ coi có cách nào có thể giúp một Diệu hoàn thành tâm nguyện hay không? Bước từ đây ra một bước là có thể bay ngay, nhưng mà không thể bước ra được, chỉ thiếu một chút thôi. Ê, đừng có ăn nói lung tung nữa, nói năng tầm bậy. Tôi nói sợi dây an toàn hôm nay đó đồ tài lanh. Anh mới là tài lanh đó, sợi dây đó không chắc chắn gì hết, giống như thập nhất năm xưa vậy. Hả? Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.